Rồi, ok, xin chào mọi người nhé. Trên tay mình đây là con Oppo A5 2020. Hiện tại con này đang bị dính mật khẩu màn hình nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành phá mật khẩu màn hình con này. Và phá luôn tài khoản Google nếu có nha mọi người. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành nhé. Mọi người làm theo mình nhé. Đầu tiên thì nhấn giữ nút nguồn và nút giảm âm lượng để... không, mình tắt nguồn trước đi. Tắt nguồn đi. Sau đó nhấn giữ nút nguồn và nút giảm âm lượng nha. Để vào chế độ recovery nha mọi người. Rồi máy lên logo thì mình thả nút nguồn ra nhé. Ok. Nói đến đây thì mình nhấn vào chọn ngôn ngữ tiếng Anh nhé. Rồi xuống Wiper Data nha mọi người. Rồi nhấn nút nguồn để chọn nhé. Rồi xuống chọn Format Data nhé. Rồi ở đây thì nó có cho mình cái mã sẵn này. Mình nhập mã ở tên này vào đây nhé. 2548 nha. Rồi. Nhấn chọn format nha mọi người. Đấy, đợi nó chạy xong là nó vào được bên trong thôi. Rồi nhấn OK nha mọi người. Khúc này khá lâu mọi người tua đi cho nhanh nhá. Đấy. Ok mọi người nhé, sau khi máy nó khởi động lên thì nó sẽ có giao diện như thế này nhé. Nhấn chọn tiếng Việt này, ngôn ngữ tiếng Việt. Nhấn tiếp theo này, Việt Nam này. Đấy. Bây giờ mình sẽ phá luôn tài khoản Google nhé. Không cần thiết phải vào trong luôn. Phá luôn nhé. Nhấn vào cuộc gọi khẩn cấp nhé. Đây là một cái mã lệnh giúp mình phá được và xóa luôn tài khoản Google nhé mọi người. Có hai mã, thứ nhất là sao thăng 81, hai thăng thì nó sẽ ra chữ Trung Quốc nha mọi người, ngôn ngữ Trung Quốc. Khi mà nó vào bên trong màn hình nó sẽ là ngôn ngữ Trung Quốc. Còn sao thăng 81, ba thăng thì nó vào ngôn ngữ tiếng Anh nha mọi người. Mình sẽ chọn sao thăng 81, ba thăng để vào chế độ tiếng Anh cho dễ tìm ngôn ngữ nha. Ok, như vậy là nó vào giao diện luôn. Vậy là xóa được luôn màn hình tài khoản Google rồi mọi người nha. Đấy, dòng Oppo nó cũng khá là đơn giản. Đấy, nó có mã lệnh đó. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt để cài đặt lại ngôn ngữ nha. Đây. Mọi người thấy dòng này không? Đấy. Rồi mình chọn vào ngôn ngữ của tiếng Việt nha. Đây, tiếng Việt. Rồi ok, như vậy là đã xong nhá.
Như vậy là mình đã xóa luôn mật khẩu màn hình và xóa luôn tài khoản Google bằng lệnh phá. Như vậy thì rất là nhanh nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hãy like và đăng ký kênh để phát triển hơn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi, tạm biệt mọi người.